Vâng, em chào các bác nhé. Đây là hai con âm ly Acuphase Y303, nổi tiếng trong phân khúc giá nha các bác. Dòng này chạy sò sét nha các bác. Y303 sở hữu hai đồng hồ vuông. Nói chung là những dòng này thì rất là quen thuộc rồi, không cần giới thiệu nhiều nha các bác. Và hàng về đã được hai con, hàng đấu giá Yahoo về của Nhật, rất là mới, đẹp xuất sắc nha. Vàng gold nha các bác, đẹp long lanh luôn. Đồ gỗ thì tuyệt vời rồi. Thôi bạn, em nào cũng như hoa hậu cả. Nấm nút vàng khè nha các bác. Thì giá 31 triệu một em nha các bác, 31 triệu nha. Đây, các bác nào chốt thì alo cho em nha. Dòng Acuphase này thì đánh rất là nhiều dòng loa, các bác có thể chơi rất loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu. Nó đánh rất tốt, là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới là Acuphase. Những sản phẩm nó rất là đắt tiền nha các bác. Nó sản xuất toàn là những sản phẩm đắt giá không. Và âm thanh nó cũng cũng như giá tiền thôi, rất là hay. Y303 rồi lại có Y303X nha các bác. Và đây là phía sau của em nó nha. Dây nguồn đây, đây là phía sau nha các bác. Đây. Dây nguồn riêng nha các bác, dây nguồn riêng theo máy từ Nhật về. Còn tem còn đời đâu, còn ở đây là tem của mấy anh bên đó anh xài, anh dán làm gì không biết, toàn chữ Nhật không nha. Cái đây mình rửa anh dục đường cho các bác, em mới về nên là khui ra để về quay luôn. Mấy anh dán anh ghi chữ của Nhật này, nhân giấy anh cắt một tờ giấy là anh lấy cái keo mà keo tránh anh ập lên đấy. Này gửi ra vệ sinh hết sạch sẽ. Đây là con phía dưới nha các bác, con phía dưới. Đây, còn phía trên các bác là chốt Acuphase Y303 thì alo cho em nha. Đây múc mồ luôn kỳ công. Cái đây là nhìn thấy nó khó chịu là do mấy cái tờ giấy hay mấy ông Nhật dán đây. Đây lột ra, chúng ta lột này. Đấy. Kia này các bác. Đấy kia này. Đấy mấy ông dán không biết làm gì nha, trong tiếng Nhật mà không thể hiểu được. Dòng này thì chạy 4 nguồn điện nha các bác, điện 100V, 117V, 122, 220, 224. Các bác có thể sử dụng điện nào tùy thích, các bác chỉ cần mở này ra và rút cái cầu này ra, chuyển theo mũi tên, thích điện nào mình để theo mũi tên cái điện đó là nó ok thôi. Rồi. Hàng rất là đẹp nha các bác. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Em giới thiệu cho các bác đó là hai con Acuphase Y303 giá là 31 triệu một con, giá là bao ship cho các bác nha.